Thưa quý vị, một trong những mục tiêu của đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đà Nẵng, đó là tiếp tục nâng cấp chất lượng các sản phẩm đã đạt chuẩn, có tiềm năng lên 5 sao để đầu tư sản xuất, nhân rộng thương hiệu trong cả nước. Tuy nhiên, thì hiện nay các doanh nghiệp OCOP vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở rộng sản xuất, đặc biệt là khi nhu cầu của thị trường đang ngày một tăng lên nhanh chóng. Là một trong những chủ thể có sản phẩm đạt 4 sao trong được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp thành phố vừa qua, cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ, quận Cẩm Lệ được nhiều người biết đến với truyền thống làng nghề lâu đời, uy tín. Sản phẩm bánh khô mè ở đây luôn có mặt trong hầu hết các tạp hóa siêu thị trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Với nhu cầu tiêu thụ ngày một cao, chủ thể đơn vị có mong muốn mở rộng sản xuất, nhưng lâu nay vẫn vướng do không có thêm đất để đầu tư sản xuất. Cái sản lượng của khách đặt hàng ngày càng tăng lên. Như các cái hệ thống siêu thị bây giờ là Vinmart hay là Copmart hay là những siêu thị lớn đặt hàng thêm thì chúng tôi không đủ cái năng lực, không đủ cái diện tích để sản xuất, không dám ký hợp đồng với những đơn vị đó. Thì cũng mong là qua đây, thứ nhất là về sở xây dựng, thứ hai là về trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng tạo điều kiện hỗ trợ để chúng tôi có thể thuê hay là bố trí một cái vị trí đất nào để chúng tôi có thể là mở rộng sản xuất. Khó khăn tương tự cũng xảy đến đối với các doanh nghiệp có sản phẩm OCOP đạt chuẩn khác như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Minh Phương, hợp tác xã công nghệ mặt trời Việt, Tâm An Farm. Đây là những doanh nghiệp muốn hướng đến sản xuất lâu dài gắn với tiêu thụ bền vững, qua đó nâng cấp chất lượng sản phẩm để kích thích nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Mong muốn sản xuất lớn hơn thì chị phải có được cái nguồn cung cấp trên thị trường, cái nguồn tiêu thụ ở thị trường thì phải nhân rộng ra nữa. Thì hiện tại thì chỉ có vùng miền và những cái tỉnh nhỏ lẻ khác. Thì với mong muốn mà tham gia được cái OCOP này thì chị mong muốn là nâng cao được cái thương hiệu, nâng cao được cái sản phẩm và nhiều người biết đến chị, đến cái sản phẩm bò tươi nướng canh của chị nhiều hơn để mà cái kênh tiêu thụ và cái lượng mà sản xuất hàng đi ra với người tiêu dùng và thị trường một cách nhanh chóng hơn và đạt được cái sản lượng mà chị mong muốn hơn. Khi một sản phẩm đạt đến giá trị thương hiệu nhất định thì việc mở rộng sản xuất và nâng tầm thương hiệu rất cần thiết, nhất là đối với hết các sản phẩm OCOP. Điều này không chỉ góp phần đẩy mạnh chất lượng các sản phẩm đã đạt chuẩn mà còn thu hút thêm các doanh nghiệp mới tham gia chương trình. Vì vậy, cần sớm giải quyết nhu cầu mở rộng của các chủ thể tiềm năng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án OCOP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.